Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Ngày hôm nay thì mình dành nguyên một cái video này để mình nói về cái vấn đề chim thay lông anh em nhé. Cũng một số mấy ngày mình ốm ấy thì là rất là nhiều anh em hỏi về vấn đề chim thay lông. Thì nhân đấy thì mình cũng có nói luôn anh em nhé. Thứ nhất, chim thay lông ấy thì anh em phải cho ăn mát, gọi là ăn một lần một ngày cũng được. Như mình đấy là một ngày mình cho ăn một lần thôi, và mình cho ăn hai con vịt anh em ạ. Nếu như hai con vịt thì là hai con này nó ăn hết, nếu mà bỏ ba con thì nó thừa mất đấy. Thì hai con vịt nhỏ, hai con vịt nhỏ như thế là tầm khoảng 50 đến 70 gram đấy, tùy con vịt to nhỏ thì cứ mình tính trung bình nữa. Tại vì bọn này nó chế độ mát rồi thì mình không chủ tâm về vấn đề cân nặng nữa. Còn khi mà anh em thái lông ấy, hoặc là anh em thái lông cũng được mà anh em bỏ câu cũng được nhá, thì anh em bắt buộc phải có hay khái đây này. Mỗi video mình quay thì anh em chú ý nhé. Ví dụ này đây này, hai khái này, khái nước này, khái nước này đó là nó sẽ tự điều hòa cơ thể của con chim nhé. Ví dụ khát nó sẽ xuống uống, hoặc là nóng quá nó sẽ xuống uống, hoặc là nó muốn tắm thì nó sẽ tự xuống uống luôn. Đây, bên này cũng thế anh em. Đây là cái khái của cái con này, nó có con nần mái này, luôn luôn có một cái khái nước đấy. Khi nào nó thích uống thì nó uống, mà khi nào không thích uống thì nó sẽ nhảy lên câu anh em nhé. Và bắt buộc phải có cái này là mình học hỏi ở bên nước ngoài nhé. Ở bên nước ngoài thì hầu như họ chơi kiểu này hết, và mình nuôi rất là ok luôn nhé. Nó sẽ tự điều khiển được khả thịt, nó tự sẽ tự uống. Tại vì bọn này không thể nói được anh em ạ, thì bắt buộc mình phải lo lắng cho nó trước đấy. Còn một số anh em nếu như mà cái vấn đề là câu thấp với mặt đất, với cái có một cái lời câu mà câu dài nữa, câu dài mà câu cáo ấy, thì cái câu dài và câu cáo đó thì hiện tại thì mình chỉ có biết được là cái câu đó khi nào mình thuần chim, hoặc là mình muốn cho nó đầu để sạt đường thì mình cho đầu cái câu đấy. Còn theo như mình nghiên cứu ở bên nước ngoài ấy, thì hầu như thì cái câu đó họ chung lắm, mà hầu như là họ dùng những cái câu này này, cái câu này và kèm theo đó ở dưới đất là nó sẽ có một cái trâu nước ở đấy. Bắt buộc phải có anh em ạ, bắt buộc phải có. Tại vì bọn này là không biết được bọn này khát nước thế nào cả, cho nên bắt buộc phải có một cái khái này. Và đôi khi mà mình quên che nắng cho nó ấy, đấy, thì nó rất là nóng. Và nếu như để hạ nhiệt được cho nhắn ấy, thì bắt buộc nó phải nhảy xuống nước để nó uống, hoặc là nó tắm. Thì đôi khi mình quên tập với cái rem ấy, thì nếu như mà mình không có chậu nước ấy, nó không giải tỏa được cơn khát ấy, thì nó sẽ chết anh em nhé. Ở Việt Nam rất nhiều người bị chết như thế thôi, cho nên là mình có nhấn mạnh thế thôi. Kể cả con si cá ở đây anh em này, luôn luôn mình có một cái chậu cho nó nhé. Con si cá thì mình xịt ở dưới nhà rồi, để nó, để người nhà của mình qua lại ấy, hoặc là khách hàng của mình vào nhà ấy, để cho nó quen với cái môi trường đi. Tại vì mình đi 10 ngày ấy, thì hầu như là nó nhạt luôn rồi, nó nhạt lắm đấy. Đấy, đó là cái vấn đề chim thay lông nhá. Đấy, mình nói quá về anh em. Nếu anh em xem, những bạn họ mà xem được cái video này thì anh em xin một like nhá. Mình nói rất là rõ ràng và mình nói rất là kỳ luôn đấy. Đây, con trống này thì anh em này, con trống này thì nó thay lông nó ok rồi. Đấy, con này nó ly lắm. Con này mình cũng sờ nó, không phải là ấy đâu. Con này này thì là lông ba những cái vía cản này này thì là chưa thấy hết, nhưng mà các cái lông chính đấy, ví dụ như lông đuôi này, các cái cản lông lông cản chính đấy thì nó đã thấy gần xong rồi. Còn lông đuôi thì còn một cái nữa thôi, lông đuôi thì chỉ có duy nhất một cái nữa, còn mấy cái kia mới rụng và đang ra dần. Con này khả năng là mình sẽ tập được nhé. Còn đôi ẩn mãi thì con này nó xong lông trước thì mình sẽ cho nó tập được, khi nào xong lông nó mình sẽ tập anh em nhé. Con này tại vì là cái con này mua một ấy, là chủ cũ của nó, mình mua lại của thằng em thì nó chưa sẵn anh em nhé. Thì bắt buộc mà mua hai xong lông là mình ép cân và mình tập luyện cho nó anh em nhé. Anh em đón chờ những cái video của con chim này nhé. Mình vẫn hy vọng con này là ok này, tại vì con này mình rất là ứng, nó ly lắm. Mình cho ăn một năm thôi nhưng mà nó vẫn không thích mình đâu. Ảo thật đấy, ly như toàn luôn. Đó, anh em thấy không, ly lắm. Ok nè. Anh em ơi, mình
ngày nào mình cũng nhận được nhiều câu trả lời của một số anh em hỏi mình nhé. Nhưng mà nói về anh em là mình sẽ trả lời trực tiếp ở trên bình luận luôn. Và có những cái câu hỏi mà mình thấy nó hái ấy, thì mình sẽ đăng lên em nhé. Ví dụ nhá, có một số bạn bảo là chim núi khô lông xong rồi. Đấy, chim núi khô lông xong rồi mà lại tập ấy, thì nó lại bay mất, hoặc là nó bay lên cây, phải treo lên cây để lấy xuống. Đấy thì mình đã nói với anh em rồi, khi mình làm những cái video này ấy, mình đã bảo những con chim nào mà nó mọc đột lông đuôi thứ hai hoặc thứ ba rồi ấy, thì bắt buộc mình phải ép nhẹ đi, mình phải ép cánh nhẹ để nó tập qua tay chân đi, chứ anh em đừng để nó xong lông rồi nó mới tập. Tại vì khi xong lông rồi nó mới tập ấy, thì là mình cảm giác nó tập rất là lâu và cảm giác nó khôn hơn. Khi con chim mà nó khôn hơn ấy, thì mình điều khiển con chim nó rất là khó đấy. Cho nên là một số anh em đã nghe theo lời mình rồi ấy, thì mình đã tập con si cá như thế nào thì anh em dựa vào đó anh em làm theo ấy. Thì đã có một số anh em, rất nhiều anh em bình luận ở dưới những video của mình, đã cảm ơn rất là nhiều về cái vấn đề mình tập chim sớm. Tập chim sớm ấy thì là như anh em xem con si cá của mình ấy, là nó rất là nhài về vấn đề quá tái ấy, và cảm giác nó thuần minh hơn, nó quấn trụ hơn, và tập nó đỡ cái thời gian mình phải chờ nó khô lông xong rồi mới tập ấy. Thì theo như mình thấy ấy, thì là anh em nếu như mà con chim nào mà nó xong đột đuôi thứ hai hoặc thứ ba rồi ấy, là mình ép cánh nhẹ luôn. Mình đã ép cánh nhẹ xong đó là mình huấn luyện từng bài tập giống như mình tập con si cá, mình đã làm từ tập 1 cho đến tập 36 ấy. Anh em xem vào đó và làm theo ha. Mình cho đến tận bây giờ là mình cảm giác rất là ok về cái phương pháp đó. Thấy một số anh em đã phản hồi lại, làm theo phản hồi lại thì mình càng chắc chắn hơn ha. Cho nên là anh em an tâm làm theo đi, đừng lo. Một số anh em cho ăn, cho phun rượu, phun hết rồi khi nó khô lông xong rồi giữ ép rất là vất vả. Tại vì cái trí khôn của con chim nó đã tăng theo thời gian rồi ấy, thì khi mình tập cái thói quen quá tái quá gắng thì rất là khó đấy, cho nên là cũng vất vả. Sẽ có rất nhiều anh em tập được anh em nhé, vẫn sẽ có rất nhiều anh em tập được, nhưng mà đa số mình thấy những người mà theo dõi kênh của mình ấy, thì hầu như là họ đều ép cánh sớm ấy, giờ họ đã thành công rồi, giờ họ đã là đi sán thoải mái rồi, giờ hiện tại đã có những con ẩn đầu mùa 2023 đã đi sán rồi anh em nhé, đã có rồi đấy. Với mình trả lời một câu nữa, hầu như anh em hỏi thì mình đã trả lời ở trên kênh rồi, mình đã bình luận rồi đúng không. Còn mình chỉ có bổ sung với anh em một cái nữa là nếu như anh em mà nuôi chim ấy, thì anh em nên cho ăn thịt vịt con, gà con, hoặc là cho ăn thịt cút sạch nhá, cút sạch, hạn chế ăn thịt chuột nhé. Tại vì là cái vấn đề thịt chuột này là mình chỉ có nhấn mạnh với anh em là khi mà nó thay lông ấy thì nên cho ăn thịt chuột, tại vì thịt chuột rất là nhiều đạm, làm cho cái lông của con chim này nó rụng nhanh hơn. Nhưng mà để nuôi chim nón ấy thì nó lại không tốt nhé, nên xen kẽ. Ví dụ một buổi như thế mình cho ăn một nửa thịt chuột và một nửa thịt vịt hoặc là thịt gà con ấy, thì con chim nó sẽ mọc lông nó xuống hơn. Còn nếu như mà anh em nuôi hẳn 100% thịt chuột ấy, thì cái lông thì trong người con chim nó sẽ bị nóng, và khi bị nóng ấy thì cái lông con chim nó sẽ có hiện tượng bị đứt, gọi là bị đứt gốc, anh em hiểu, nó bị đứt gốc và nó sẽ bị bể gốc và nó sẽ bị hư cả cái cong lông đó. Thì cái này thì mình cũng đã trải qua rồi, năm cách đây khoảng 2 năm ấy, mình chuyển cho ăn thịt chuột luôn, và hầu như những con chim mình nuôi ấy, thì tao hầu như là bị gãy lông hoặc là bị xoắn lông. Thì tại vì cái cơ địa của con chim khi nó ăn thịt chuột ấy, thịt chuột nó có cái tính nóng, tại vì nó nhiều đạm, làm cho con chim nó bị stress nhiệt ấy, cho nên là nó bị rụng lông rất là nhiều đấy. Cho nên là anh em nên cẩn thận với thịt chuột nhé. Thịt chuột tốt nhất là nên ăn kèm theo các loại thịt khác như là thịt gà con, vịt con. Tại vì cái loại vịt con, gà con nó cái tính của nó là tính chất của nó là nó ít chất và ít dinh dưỡng, cho nên là làm cho con chim cơ thể đường ruột của nó là dễ tiêu hóa và dễ tiêu, cho nên là con chim nó đều phải tiêu hóa hơn là thịt chuột.
thịt chuột nó cực kỳ nhiều đạm đấy mà. Ví dụ nhé, như anh em đi ăn một buổi đi ăn đúng không, anh em chuyên ăn rau thì về cái bụng nó nhẹ nhàng, còn anh em nếu mà ăn chuyên hải sản hoặc là thịt bò này nó ấy, thì tối đó anh em về rất khó chịu và nóng nực trong người đấy, thì con chim cũng thế. Cái này thì mình đã trải qua rồi, cho nên mình chỉ còn nói ra để một số anh em đang nuôi ẩn đấy, nếu mà đang nuôi thịt chuột đấy, tốt nhất là hạn chế thịt chuột lại và kèm theo các cái thịt khác nhé. Đấy thì mình có nói đơn giản vậy thôi, tại vì là cái thời lượng video này ít đấy. Ok đấy, hẹn anh em ngày mai nhé. Và mình vẫn chưa hết bệnh em ơi, trong người vẫn đang nhọc, mình đi công tác 10 ngày mà về giờ nó giảm hết 3 kg mà ảo thật. Ok đấy, chúc anh em sức khỏe nhé, ngày mai mình sẽ quay lại anh em.